Chào các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn học bộ chạy. Bộ chạy nên là một loài sâu không chân mọi người nhá. ở chung là nó cũng tới nhắc tới côn trùng là nhiều. Thì bộ này thì các bạn có thể thấy được là nó bao gồm dạng như là cái bộ um, na giống như cái bộ chảo phía bên trên đầu mũ. Sau đó là chúng ta sẽ thấy là ở dưới là một nét cong móc và một những cái nét phẩy. Hai nét phẩy đi song song với nhau các bạn thấy không? Hai nét phẩy bên trên đi song song với nhau, hai nét phẩy bên dưới đi song song với nhau, hai nét, đi song song nhau, hai nét chấm đi song song với nhau. Ha. Mặt chấm ở ngoài sẽ được viết to hơn nét chấm ngắn phía bên trong một chút xíu. Ở đây các bạn nhớ là các bạn đây là viết là nét cong móc này nhá và uh, cái, cái cách viết của nét cong móc như thế nào chúng ta sẽ dựa vào hình vòng tròn như này chúng ta viết này. Nó khác với sổ móc đó là ở đây là nét cong móc cho nên là chúng ta viết cái hướng thân của nó sẽ là cong lại nhá. Mình là Linh Táo và mình có những cái bộ tài liệu này về chữ Hán. Nếu như các bạn mà chưa có tài liệu này về chữ Hán thì các bạn có thể inbox cho mình và mình sẽ gửi cho các bạn nhé ngoài ra thì khi các bạn có bộ tài liệu rồi thì các bạn cũng sẽ nhận được những cái clip luyện về 214 bộ thủ tổng hợp khoảng cái file đó khoảng 260 clip và mình sẽ gửi qua email cho các bạn hoặc gửi qua zalo nếu như các bạn có máy tính hoặc các bạn có thể nhớ các bạn lưu lại để xem ở đây thì trong quá trình luyện chữ hàng nếu như các bạn mà thấy thắc mắc ở đâu thì các bạn có thể hỏi mình nhé